Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì mình sẽ làm về khẩu block Titty Shark ở bên Graphite Legion gọi là Golden Shark. Mình nghĩ cái tên block Titty Shark nó hợp với em nó hơn, nghĩa là cá mập khát máu. Rồi, cái gì đấy? Bình tĩnh nào. Cái định mệnh mới kịp hồi sinh thôi, chưa kịp định hình cái gì hết xung quanh mà đã tiếng ngay được mình. Hay thế, thầy nhìn tình mắt vờ lờ. Đấy, mình thề luôn là cái quê thằng này là không có gái này, có nhưng ít. Định mệnh thấy gái nó đi ngang một giây thôi, đấy nó hai cái bàn tay là lăm lăm đòi bóp rồi, thật là VL rồi. Gắng làm cái gì, tay thì ngắn chân cũng ngắn luôn, vừa lùn vừa mập thì bảo làm sao. Rồi vừa lùn vừa mập đi thì lại chậm, được cái tay thì nhanh đấy. Rồi tay này mà cho bóp thì đúng là bóp cái gì nó cũng nát. Ô cái đi mày bị lag, sorry mình bị lag thôi mà, cho mình khắc phục thôi nào, để mình lên trên này. Rồi kỳ quá. Ồ, từ 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 cái gì đấy, bọc nhiều đường thế, tôi biến luôn đi. Bị mệnh nó không tha anh em ạ, nó không đường thoát. Rồi sao hôm nay mình đẹp thế, bị mệnh tôi. Tôi xong rồi, thắm thế cơ. Ok, mình phải qua trận khác đây. Bị mệnh cứ tưởng là máy mình lag về mạng nên mình phải thoát ra chỉnh lại, thế beo nào vào lại vẫn bị. Thôi đành phải chịu thôi, số phận để nó đã ăn bài rồi. Giang hồ hiểm ác không bằng mạng lác Việt Nam mà. Hôm nay thì chúng ta chơi cá mập khát máu. Ở bên China thì cá mập khát máu, bên Việt Nam thì cá mập khát cáp. Đấy, chúng tôi gọi đây là chất, chất đến từng cọng cáp. Ôi, ấy hình như hơi nhầm đấy nhở. Chất đến từng con cá mập. Ôi, té té này. Rồi, đấy có sai đâu. Cái bàn thờ nó nát từ lúc nãy rồi. Mình biết là mình té ngay liền. Ôi, rồi, té 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 té. Úi dồi, hết cầu. Thấy thấy cái mặt thằng giống non nó làm lắm sát khí, phải té thôi chứ không được. Chơi kiểu nhây nhây là mình dễ sấp màn lắm. Mình là một con người rất là yếu ớt và mong manh, dễ vỡ, đôi khi lại va chạm nhiều là dễ dễ nát bím. Rồi từ từ xem nào, khoái thế. Chúng ta sẽ cùng đợi hero. Trận này hero thì có lẽ là cần team chẳng hạn đấy, nói thế thôi. Con người ta hay nói là trâu bò đi trước, đưa mồm đi trước thì được ăn, người đưa mồm đi trước thì được toàn rác. Gì đấy? Rồi thì như này AFK. Cái gì đấy? Bình tĩnh, mình có lách đâu. Rồi mình bữa nay mình tu tính rồi, mình không có trôn đâu, đừng có quay lại làm cái gì. Mình chỉ đi đường chính thôi, đường tắt thì mình sợ lắm rồi. Chơi ping cao thì đừng có trôn em ạ, dễ sấp màn lắm. Thằng kia thì nó ngáo quá, nó cứ tưởng mình trôn nó cơ. Mình nào dám trôn các bạn. Mình là một con người rất là yêu ớt. Ui. Ôi cái đình mệnh lại cái lỗ này, thật là VL. Cố cố lắm rồi. Rồi lướt qua bọn này mà không mất một HP luôn ạ. Bọn này chơi ảo lòi vậy. Rồi lag, trời ơi lag. Các bạn thấy mình chơi có khắm không ạ? Chơi đá gà rồi thì không nói, đình mệnh nó còn bóp dái như thế này nữa. Holy shit. Rồi, chúng mày nghĩ gì? Lại đây, bố mày cần. Trời ơi, trời ơi. Nó cầm cái lưỡi liềm nó vờn vơn như này đang hái hoa bắt bướm. Mình có phải hoa với bướm đâu mà cứ vờn vờn cho lắm vào. Rồi, lên đây gì được, chỉ có cương thi thôi. Mà cương thi thì nó yếu máu rồi. Lên đây thì chỉ làm màu để nằm xuống đất về ngủ với run thôi. Nghĩ gì? Nghĩ gì? Lên đây à? Trời ơi là trời. Nó cầm con gì nó bay lên thì mình không nói. Đi mệnh. Cầm con vừa lùn mà vừa mập, bay lên cỡ đấy, nó cứ ảo tưởng mình đang cầm là cương thi. Thật là VL. Mấy thanh niên này hay ảo tưởng sức mạnh lắm. Đôi khi cần uống thuốc. Bạn ơi sáng ra đã uống thuốc chưa vậy? Mình hỏi trước cái nãy lát này lại đâm đầu vào mình chết thì bảo làm sao ấy. Đen ấy. Bảo làm sao mà rau đen. Đây này, úi rồi. Trời ơi. Tẩm du nó rải rác khắp map luôn ạ. Rồi, ra thế mình còn lát. Không biết là nhai được bọn này không đây. Nó tẩm du một lũ các bạn thấy không ạ? Các bạn thấy tại sao lại mình thoát, mình hay thoát đi phòng khác không ạ? Tại vì chơi cái phòng 16 người nó khám lắm, mệt. Chơi được trận đầu thôi. Mấy trận sau toàn thẩm du như thế này, không thể lên được. Tại vì nó cầm Gatling này, rải rác là Gatling 3Z. Đấy, nó cover nhau như thế thì bố thằng nào lên được. Gatling thì cản ngưỡng bay,
Ba Z thì nó bắn sấp mặt L. Rồi chết một bé rồi. Rồi sau pha đấy thì thế luôn là không thằng nào dám lên. Chắc mình sẽ đợi hết cái trận này. Chắc mình sẽ tạm dừng clip để đợi một tí. Rồi bố mẹ đã sợ mình quá. Úi dồi. Mẹ nữa. Cảm ơn khát máu nữa. VL. Vâng, sau những phút giây bị tra tấn về tinh thần thì cuối cùng mình cũng được giải thoát. Mệt, bộ này chơi khắm VL. Đấy, những trận đầu sắp mặt là kiểu gì tụi nó cũng lên thủ hàng thẩm du y một lũ. Đấy, các bạn bảo sao? Phòng 16 người là nó như thế, chứ còn phòng 10 người thì không như thế đâu. Tại vì phòng 10 người ít mà, nó không lên tập đoàn như thế được. 10 người thì tụi nó đi săn là nhiều hơn. Còn thẩm du thì cũng dễ sắp mặt. Rồi, đấy, làn sương khói. Ui, cứ tưởng là thằng tơ cơ. Mệt, thấy xinh xinh hết cả hồn. Làn sương khói phơi pha, mang bóng ai xa dần. Rồi, hát mình bị hơi bị ngu. Mệt sao lại bóng ai vẫn còn nhiều ấy kia. Cái thùng hàng khói trắng mù mịt. Thế không cào được thằng nào. Ôi dồi, bạn nghĩ gì? Lại đây. Rồi, này. Ấn đi mệnh thằng Ba Dê nhá. Bố mày lại sợ mày quá cơ. Khắm thế à rồi. Còn một tí nữa thôi là mình liếm được cái thằng đấy rồi. Rồi, bảo sao mình không cover cho các bạn nhá. Lại đây, bố mày lại sợ mày quá đấy. Rồi, cắm mập khát máu nó cứ vã vào đầu là cứ tầm 1.000 đến 2.000 đam thôi. Nhiều lắm. Zaman, khẩu này thì nó là khỏi phải gọi là bá nhất game rồi. Sau này thì nó ra thêm cái khẩu. Úi dồi, mất giáp này. Nó ra thêm cái khẩu đua cái gì đấy. Mình quên rồi, cái khẩu khẩu súng 9 này. Kinh thế. Kinh thế. Cho mình lên đây cái áo, trời ơi. Rồi mình một pha hơi bị ngáo ngơ. Đã sắp mặt rồi. Mình tính lên cái mục kia thôi. Nhưng lỡ tay ấn đi di chuyển lên phía trước. Mình bị tạch. Đến thế. Trời, CFM bao nhiêu năm rồi vẫn tạch. Ấy, những cái lúc mà số 3 nhiều thì nó run tay lắm anh em ạ. Chứ không phải là những cái lúc mà bắt cua bình thường thì mình không nói. Chứ hay, chơi hay là chơi hay những cái đoạn mà gặp số 3 nhiều thôi. Người ta xử lý như thế nào thôi. Chứ còn mà bình thường thì ai chả nhảy được. Đấy, như các bạn thì ai cũng nhảy được thôi. Còn khi mà đụng độ thì nó sẽ khác. Đấy, nó run tay lắm, áp lực. Thì mệnh trước sau đều có. Dùm bài nó cứ lướt qua mình. Bảo sao mình không căng được. Nó lướt qua ấm mà nó không biết mình ghê. Rớt xuống nào bạn ơi, rớt xuống. Không rớt này. Thì mệnh nó chém chết ba thằng luôn. Tờ ơi, mình nghĩ là mình có nên bỏ phiếu kích bạn ra không nhỉ? Thế méo không? Rồi thằng này yếu lắm rồi. Yếu rồi. Thì mệnh ba thằng chém chết ba thằng là mình biết bạn yếu nhiều lắm rồi. Rồi top 1 rồi này. Hay thế. Rồi chúng ta sẽ cùng lên thủ dâm thùng hàng. Thấy bọn này không biết lên đây có cái thú vui gì không. Thế mèo lên đông thế nhở. Trận nào chơi phòng. Em thế luôn. Chơi phòng 16 người mà tụi nó không lên đây thẩm du thì mình làm con các bạn. Thì mệnh chơi phòng nào phòng đấy 100% là lên đây. Còn nếu mà không có thì chắc là 1% nào đấy là sai sai. Hoặc trận đầu. Trận đầu với trận thứ hai thì ít khi đấy. Còn kể từ trận thứ ba trở đi, các bạn cứ xác định là cứ trên này là toàn bọn thẩm du thôi. Đứng y một mã chiến binh vậy. Khiếp lắm. Rồi mình bên này. Trời ơi. Vãi cả dùng non. Chạy đâu. Trận này cố kiếm cận chiến ngay. Tuy là ping nó lag nhưng mình vẫn là cân giom như thường. Rồi yếu này. Rồi chưa nhấp nháy lại đùa tật đấy chứ. 2-3 phát. Thế vẫn không nhấp nháy. Đâu rồi. Ôi thằng kia rồi nhở. Thôi ăn tạm cái thằng AFK. Rồi. Ôi lỡ tay cái đi mệnh ở phía sau kìa. Hay lắm bạn ơi. Cái khẩu này nó mệnh VL. Lại đây bố mày cân. Lại đây. Rồi đàm nó vào đâu. Đau lắm. Ôi lỡ tay. Biết là đau rồi. Nhưng đành chịu thôi. Ai bảo khẩu súng nó mệnh cân này. Rồi mình sợ cái hụt đấy rồi. Nó hay hút mình vào á. Mệnh đi cái lúc mà lác lác một cái là kiểu gì mình cũng rớt xuống cái chỗ đó. Ảo lòi thật ý chứ. Đó là mình nhảy qua rồi. Mà thêm mép là bị hút ngược lại. Thật là hư cấu. Đùa tật cái thằng Ba Z bị mệnh. Khắm thế à rời.
rồi ít dùng bài thế đấy, cứ chơi tận tầm cuối trận thì là ít dùng bài. Thì sẽ cố gắng cận chiến cho các bạn xem đấy, ít dùng bài thì chúng ta lại đi la liếm cận chiến thôi, tuy là hơi lag một tí nhưng mình sẽ cố gắng, kiểu gì mình cận chiến cũng sắp mặt thôi, mình thề luôn 100% là phải chết. Nhưng kệ, chơi tất rồi, lượn lờ này, cái đời lượn lờ thì nó phải chết là đúng rồi, không trách ai làm cái gì. Ôi lỡ tay, á đủ, ui phải sấp bàn thôi, tại vì đợt đấy mất giáp rồi mà, ghê quá. Ping cao là một cái tội, mà pha đấy tận hai thằng mình dại quá, mà bắn chết một thằng thì cũng tiếc, hắm lắm. Rồi hết giờ, mình sẽ kết thúc clip tại đây, các bạn xem nếu thấy hay thì đừng quên like và subscribe kênh của mình nhá. Bye bye các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những clip lần sau. Bye bye.